Xe bãi lướt xe đạp Hùng Hằng xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ. Xe bãi lướt xe đạp Hùng Hằng bọn em hôm nay sẽ lên cho các bác một cặp bánh nha, cặp bánh nhôm cao cấp của Funcom. Đó là Funcom Gia Kinh Zero nha các bác nha. Cặp bánh này là cặp bánh nhôm cao cấp của Funcom đấy. Đây em sẽ đi vào quay chi tiết. Cặp bánh này thì của nó được chạy ceramic nha các bác nha. Đây. Em quay chi tiết cặp bánh. Cặp lường thì còn đẹp nha các bác nha, không hề bị chảy xước gì hết cả. Đây em quay bánh trước nha. Đây này là vẫn còn cả cái tem này các bác này, tem mã chiếc code QR và tất cả các thông tin nó vẫn đều thể hiện trên tem này nha. Vành này hông của nó là hông 15 các bác nha, hông 15 này. Em quay bánh trước nha. Căm của nó là căm dẹt bản to nha, căm dẹt bản to, tất cả các căm này vẫn đều còn nguyên zin hết nha, và căm này vẫn còn đẹp, căm này không bị chảy xước gì đâu ạ. Căm đây, căm vẫn còn rất là đẹp đây em. Em sẽ cầm em quay. Tất cả các căm này vẫn còn nguyên zin nha các bác nha. Căm dẹt nhưng mà bản của nó là bản to nên là rất là khỏe. Bản khá là to đấy. Tất cả các căm vẫn còn nguyên zin và rất là đẹp, không hề bị chảy xước gì nha các bác nha. Căm này không bị chảy xước gì đâu ạ. Chạy ceramic các bác nha, rất là trớn, cực kỳ trớn mượt nha các bác nhìn này, cực kỳ trớn mượt, không hề bị sượng xước gì nha. Đùm trước của nó là đùm carbon, em dùng này, đùm trước carbon nha các bác nha, và chạy ceramic. Đây. Rất là trớn, rất là mượt nha, ngọt nhé, không hề bị sượng xước gì hết cả. Các bác mua xe thì sẽ được tặng kèm theo cặp lốp nhé. Lốp của nó là lốp Continental 4000 của Đức các bác nha. Cặp lốp này thì là đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó vẫn còn ngon và dùng tốt được nha các bác nhé. Lốp này thì lốp đã qua sử dụng rồi ạ. Nhưng mà vẫn dùng tốt. Đấy, các căm rất đẹp. Tất cả các căm đều nguyên zin. Ceramic cực kỳ trớn luôn, mượt. Đấy, em sẽ quay đến vành sau. Đây bánh sau đây, rất mượt nha các bác nhé. Funcom Gia Kinh Zero. Đây, bánh Gia Kinh Zero. Tem, mã check code của hãng. Tất cả các thông tin đều thể hiện trên tem. Đây bánh sau đây là có sự bị xước một tí xíu đây. Không đáng kể nha các bác nhé, tí xíu thôi. Con vành này được vành nhôm cao cấp, được cắt theo công nghệ CNC nha các bác nhé. Này, cắt theo công nghệ CNC. Căm rất là đẹp nha, các cái căm này cũng không hề bị chảy xước gì nha các bác nhé. Đùm trước của nó là đùm carbon, còn đùm sau của nó là đùm nhôm nhé. Cái cối của nó cũng là cối nhôm này. Dầu bẩn nhé. Cối nhôm, cối 11 nha các bác nhé. Cối 11. Cối lỗ bạc đạn ceramic.
vành đẹp, và con vành này thì em cũng sẽ để giá tốt cho các bác nhé, để các bác chơi. Hông 15. Căm dẹt bản to. Căm lan đẹp không hề bị chảy xước, cối cối 11, cối nhôm. Cối lỗ. Đây ceramic ấy. Rất là mượt. Căm dẹt. Lốp sau. Lốp cặp lốp này thì đã qua sử dụng rồi, Continental 4000, mua vành được tặng luôn cặp lốp và xăm nhé. Continental 4000 của Đức. Lốp thì không hề bị rạn nứt chân chim gì nha các bác nha. Đây, rất trớn. Đây em sẽ quay. Em quay thì nó không điệu nghệ lắm đâu, nhưng mà đấy, em không biết cầm quay rồi. Đường nhà em hôm nay nhiều ô tô quá là hơi ồn. Rất là trớn nhá các bác nha. Rất là trớn. Đường cuối lỗ. Đấy, vậy là em đã vừa quay chi tiết cặp vành nhôm full cum gia kinh Zero chạy bi xứ ceramic. Cối là cối nhôm, cối 11. Cối 11 của Shimano nha các bác nhé. Rất là trớn, rất là mượt. Bác nào ưng thì nhắn tin gọi điện cho em nhé. Số điện thoại em ghi ở tiêu đề của video ấy. Cặp bánh này thì em bán là 11 triệu nha các bác nhé. 11 triệu ạ.